Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, em gái giới thiệu về mình trước đi em. Dạ, con chào cô Cát Tường, chào chú Nguyên Linh và chào bạn Linh Cạnh và chào tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngô Thị Hồng Đào, em 24 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại phòng khám quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. Trong ngôn tình yêu của em là yêu là nỗ lực mà có chứ không phải mà ngồi chờ duyên phận. Và đó là lý do em tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với em. Dạ. Mình làm công việc gì trong phòng khám? Y tá. Y tá. Dạ. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Dạ em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Em, năm nay em là được 33 tuổi. Em đến từ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc Việt Nam mình là Cà Mau. Hiện tại em làm công việc là kinh doanh về thiệp cưới. Em làm việc là sinh sống ở Sài Gòn. Em có điểm yếu và điểm mạnh như thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, em biết quan tâm đến người khác. Các môn tú lô tường thì em không có tham gia, nhưng là em có uống rượu bia được, thì cứ nói là xã giao thôi. Khuyết điểm của em là hơi nhạy cười, thì có thể đó là cái điểm yếu của em. Nhạy cười nó có gì đâu yếu. Nhạy cười thì mọi người nói là hơi dễ dãi, nhưng em không có bị dễ dụ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn nữ là gì? Em vui vẻ, hòa đồng. Vui vẻ, hòa đồng. Biết nấu ăn biết hát Biết hát luôn. Em rồi bây giờ hát đoạn gì cho thay đổi không khí cho xôm lên chút coi. Hôm nay em rất vui cho chương trình với một bài hát là Miền Tây Quê Tôi ạ. Miền Tây Quê Tôi, hát lớn lên nha. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, dựa qua Long An chờ đào hương lúa Cộng Dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rành miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên tàu Mỹ Thuận gió đưa, Trà Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, xa đét gần người yêu dấu thấp mười chạm chiếc. Bạn nam đâu? Mình cũng dân miền Tây đúng không? Dạ. Rồi đáp lại một bài hát liền. Thì em xin tặng Nguyễn Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia, tất cả quý vị khán giả một bài đậm chất miền Tây quê em là Anh Mặc Khía. Rồi. Anh Ba Khía quê ở Cà Mau, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chan chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ, tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng dạ sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Vậy xin hết ạ. Rồi, hai giọng này kết hợp nhau là ngon lành, hát ổn luôn ha. Rồi, coi như vô làm tiệc cưới luôn được rồi đó ha. Rồi, bây giờ đó là ưu điểm đúng không? Còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em mù đều nè. Em hơi thẳng tính nè, em mít ướt à. Mít ướt? Nhưng mà đó là lúc trước nè, giờ em đỡ à. Chứ mỗi lần mít ướt khóc rồi ai dỗ? Dạ không ai dỗ, tự mình à. Tự khóc, tự nín. Có bồ thì lâu lâu mình nhõng nhẽo, mình khóc với bồ mình dỗ mình được ha. Dạ. Tình trường thì sao? Có mấy mối tình à em? Dạ, em trải qua 2-3 mối tình. Dạ, 2-3? Dạ, 2-3. Dạ, mối tình sâu đậm nhất thì gần đây, cách đây năm mà. Một năm, mình quen nhau bao lâu? Dạ, 6 tháng. Có 6 tháng sâu đậm rồi đó hả? Dạ, lý do tại sao? Vì hầu như những cái lần trước em quen thì nó không có được dài, khoảng giống như nó có khuôn mà chuyện tháng, 2 tháng là chia tay. Kỳ vậy? Dạ. Mối tình 6 tháng đó là dữ nhất rồi đó. Dạ. Lý do sao chia tay? Dạ, do em bận rộn mà anh kia cũng vậy, không có thời gian quan tâm cho nhau. Rồi bây giờ nếu có bạn trai thì mình có thời gian dành cho bạn trai không? Dạ em cố gắng sắp xếp à. Cố gắng sắp xếp ha. Một lát nữa mình thử mình trao đổi với bạn trai bên kia về cái giờ giấc đi làm coi làm sao ha. Dạ. Rồi tình trường bạn trai làm sao? Dạ thưa chị, em có trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì đó là mối tình thời học phổ thông thôi, đó là thời tuổi học trò. Còn cách đây khoảng 2 năm thì em cũng có quen một bạn nữa, thì do nó không hợp. Lý do không hợp là không hợp chỗ nào em? Do bạn ấy thì ở tỉnh miền Trung, rồi em miền Tây, thì do cái ngôn ngữ rồi cách
cách sống nói chung là nó cũng không hợp nhiều thứ. Bạn ấy cũng còn nhỏ tuổi nữa, do bạn này hơi bảo thủ thì dù vậy em cũng lớn tuổi hơn bạn đó, nên là em cái kinh nghiệm sống của em rồi có thể hơn bên đó, nên là có cái em thấy bạn ấy không đúng thì em chia sẻ, thì bạn ấy lại cho là em lên lớp hoặc là dạy bảo này kia, nên là bạn em thấy hai người không hợp nhau. Bây giờ bạn nữ bên đây là sinh năm 94 á, cũng nhỏ tuổi hơn bạn nam khá khá đó. Bạn nam có ngại không? Dạ không à chị. Hơi nhõng nhẽo đó, hay khóc á, có dỗ được không? Dạ cái mấy vụ đó em làm được. Rồi bây giờ mẫu người bạn trai em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn trai em tìm là... Hỏi thử. Anh ơi em có cao trên 1m7 mà. Anh có 1m65 em ơi. 65 thì cao hơn em chắc cũng được. Rồi, gì em vậy? Không thích người gia trưởng à? Anh cũng không có gia trưởng. Em thích mẫu người của gia đình á. Và tâm lý à? Anh biết quan tâm và chia sẻ, chứ anh cũng biết làm các công việc nội trợ. Có mới nói nha. Rồi hết chưa? Còn yêu cầu anh có thích bạn gái biết nấu ăn không nè? Anh rất thích là bạn gái có nếp sống vừa truyền thống vừa hiện đại. Ví dụ như truyền thống là khi về thì là nó là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn, biết chia sẻ đến chồng con. Còn khi ra đường thì biết giao tiếp, biết cách nói chuyện với mọi người, biết cách ăn diện với mọi người. Được không em gái? Dạ được ạ. Được rồi ha. Anh ơi em thích trà sữa lắm, anh có mua cho em uống được mà. Trà sữa là em anh cho em uống thoải mái. Hầu như là một tuần em sẽ uống 2-3 lần, nên em uống nhiều trà sữa em hơi tròn tròn, anh có chấp nhận được mà. Dạ được anh, tròn tròn. Về nó pha bình trà với hộp sữa, nó cứ để thế nó chơi. Nó uống từ sáng đến chiều luôn. Nhõng nhẽo nhưng mà có ghen không nè? Dạ có. Ghen ít anh. Thứ mà nhõng nhẽo mà ghen là mệt lắm nha. Bây giờ em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Cách nói chuyện thì em thấy cũng hiền, dễ thương. Dễ thương thì có, nhưng mà chưa chắc hiền nữa nha. Chú ơi, cháu bây giờ chú đem cái này chuyển sang bạn bên kia đụng chú. Cái này là gì đây? Ăn nha con gái. Con chú biết ăn cho bạn trai hả? À con làm đây đúng không? Dạ. Nè, bạn gái làm món này nè, món gì đó không biết, nhìn không biết. Đây là cá, cá chiên, làm xong chụp hình đó. Đây là món gì? Mướp. Mướp vào tỏi hay gì nè? Sai rồi chú ơi, đó là cà chú. Này mà ai mà nhìn ra cà tím mơ hành, tôi thua gì cũng thua chứ. Không có màu tím hả? Không ngọt vỏ nên nó phải mất màu tím chú. Do chụp nó hơi bị mờ nên là nhìn nó cũng món không này không món trứng gì? À món đó là món cá với trời đậu ơi, chú ơi chú. Ông nào nói cá thay đổi tư tạo làm món mà món gì? Chị mới hay chú. Đúng rồi. Vì làm món mà người ta nhận ra là nó bình thường. Chính xác. Nhận không ra thì ăn cũng có thể không được. Bậy rồi, bậy rồi. Cái gì mà thì chứ chê nhà gái tu dữ vậy không biết nữa. Người ta có lòng người ta nấu ăn cho là hay lắm rồi. Dạ, được chị. Không? Bây giờ dám ăn được mấy món đó không? Dạ được. Em dễ ăn lắm, gì em ăn cũng được hết. Nếu bạn đặt hết cái tình cảm vào món ăn thì em sẽ ăn. Cái mô đen này là mô đen kiểu gì đây? Sao nó dựng dữ vậy, giống như lúa vô mùa gặt vậy? Đưa lại món ăn tôi coi, cái gì mà ông mai ông chê dữ vậy, cái tóc này nhìn. Trời ơi, hoàng rapper em tôi tóc cũng như vậy mà nó còn thua ông này nè, ông này còn dựng hơn hoàng rapper nữa. Chị nhìn ra không? À, ăn được, được rồi. Khổ ghê, trả lại con về con chụp lại cho nó đẹp. Bây giờ hỏi bạn gái nè con, có thích bạn trai đeo mắt kiến không? Dạ có chút, nhưng mà con thích bạn trai có năng khỏe hơn. Dạ. Ông nhăn răng ra coi. Thằng có chưa? Ờ, nó khỉnh đó. Nó khỉnh đều hết trơn. Mà chị vẫn thắc mắc ai thiết kế cho em đầu tóc đó vậy? Thiết kế cái gì? Tại người ta thấp, người ta để tóc giúp cho nó. Giống như bên đây bạn nữ quốc đôi dài một tóc thì mình cũng chơi cái máy một tóc không? Là ông thấp á, là chơi đôi dài cao, mình tóc lên thì đứng đo bằng. Thiệt là mô đen quá xá luôn à. Lấy về ở đâu em, mình có làm dâu không? Hiện tại thì em lập nghiệp ở Sài Gòn thì chắc em có thể sống ở Sài Gòn. Rồi thôi chị hiểu rồi. Anh này là hơi fashion nha, em có thích mô đen không? Con chỉ thích là kiểu mẫu người cao cao, mặc sơ mi trắng hoặc là quần tây thôi. Có sơ mi trắng này chứ bộ. Giấu. Rồi, nói chung là hai bên trò chuyện nhau rồi mình khảo sát người thân có ý họ sao nha. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, con đi với chị họ. Đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh cũng như là chị Cát Tường, hai bạn chơi cũng giống như là khán giả có mặt ngày hôm nay. Nãy giờ mình xem qua cái cách trò chuyện của hai bạn thì mình thấy bạn nam có vẻ như là nhút nhát, không thuyết phục được với Đào. Còn Đào thì nó rất là nhiệt tình. Cái tính nhiệt tình của em nó thì đâm ra cho những cái bạn nam nhiều khi cảm thấy sợ. Nhưng mà thật sự là em nó rất là tình cảm. Cho nên là hy vọng rằng là qua cái cuộc hôm nay thì hai bạn có thể là có một cái chút gì đó
chia sẻ với nhau, thông cảm với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Em có đi với anh, với chị sếp em, với anh hai của em. Rồi, anh hai ruột đó hả? Dạ. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và kính chào tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay. Thì em là anh trai ruột của Hoàng. Nhìn chung cái em gái bên đây đó, thì nghe hai em nói trò chuyện thì em thấy là hai em nó cũng hợp với nhau. Còn riêng về Hoàng á, thứ nhất á, Hoàng sống á, thì từ nhỏ thì sống chung gia đình nhưng mà rất là nội tâm. Anh cũng nói với em gái là em cứ an tâm về cái công việc mà trong gia đình. Hoàng là người anh có thể nói là rất hoàn hảo trong gia đình. Anh chỉ nói ít thôi, rồi còn lựa chọn á, thì theo anh nghĩ là hai đứa lên đây đó là một cái duyên rồi. Thì còn cái nợ thì hai đứa coi cái tìm hiểu, thì nếu mình được á thì gia đình cũng sẵn lòng là năm sau là sẽ tiến hành cho hai đứa. Vậy dạ. Thôi, em cảm ơn. Dạ, đây là tấm thiệp do chính tay anh làm, thì cũng đúng ngành nghề của anh. Thì đây là tấm thiệp bà muốn hẹn hò. Thì nếu bạn em có chấp nhận bấm nút với anh thì em sẽ cái điền cái tên của em vô đây. Anh đã điền cái tên anh vô đây. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh nè. Đây là món quà em tự làm. Khéo tay quá. Ở đây là món quà em giải thích tiếp món quà em ha. Nó có ba ý nghĩa. Hôm nay em với anh gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Em mong là mình cho nhau một cơ hội. Ý nghĩa thứ hai là em tặng anh một chiếc chìa khóa. Thứ nhất là mong là sự bằng sự chân thành và sự ấm áp, anh có thể mở cửa cho tim em. Và nếu mà tiến xa hơn nữa thì chúng ta xây cho nhau một cái nhà. Trong cái nhà thì dĩ nhiên là không thể thiếu những cái bữa cơm gia đình. Tuy là em nấu có vẻ là giống như chú nói không được, nhìn không ra món, nhưng mà em sẽ cố gắng. Em cảm ơn. Dễ thương quá trời luôn. Rồi ơi, bạn dạ, anh cảm nhận về nhau về em như thế nào? Thì kéo em bức màn thì anh thấy em nói chung là dễ thương. Dạ. Nhìn cũng hiền. Dạ. À, thời gian rảnh thì thường thường anh làm gì ạ? Anh rảnh thì anh cũng thường ở nhà. Còn khi mà nào mà bạn bè ngủ đi ăn uống này kia thì anh đi thôi chứ. Tại vì đi làm thường anh cũng đi làm ngoài nhiều á, nên là cũng ngán công việc đi ngoài. Dạ. Vậy là hiện tại anh đang ở quận 12 ạ? À, không, anh thì anh ở quận 6. Còn em? Em làm thì em làm ở Tân Bình ạ. Tân Bình. Em ở thì em ở quận 8. Rồi, quận 8 cũng gần anh. Dạ. Em hướng là bao lâu nữa em mới lập gia đình được? Em, nếu mà em yêu thì em sẽ cưới. Không quan trọng thời gian, nếu mà tìm hiểu được thì 6 tháng em sẽ cưới. À, tại vì anh là tuổi năm nay anh 33, thì gia đình nói tuổi 33 là không nên kết hôn thôi. Chứ còn qua tuổi đó thì gia đình sẵn sàng. Dạ. Hẹn hò được thì em có thể sắp xếp là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần? Dạ, chắc khoảng lần hai lần, tại vì tối em còn đi học nữa. Sau này lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Thì thường kinh tế thì người vợ thường quản lý rồi chị. Mình nhớ quản lý chiều em mới thích để em cà phê rồi với bạn bè được. Rồi bây giờ bạn nam đứng lên đi, tiến tới bạn nữ cho mạnh mẽ, thấy thấy bạn nam xìu xìu xìu. Biết giới tính có rõ ràng không nữa, đứng thẳng lên. Tiến tới, nắm tay bạn nữ nói một câu gì đó cho nó thuyết phục. Để quyết định người ta có bấm nút hay không. Chắc anh em cho phép anh nắm tay. Cuộc đời anh là một đường dễ thẳng, nếu gặp em anh chấp nhận dễ ngang. Bạn gái thấy được chưa? Dạ được. Rồi được rồi thì rút tay lại. Vì cuộc đời anh là một đường đi thẳng, mà gặp em thì... Cuộc đời em là một đường đi thẳng. Rồi gặp em thì sao? Anh chấp nhận rẽ ngang. À, anh chấp nhận rẽ ngang. Nãy giờ đó là ít phút chúng ta trò chuyện với nhau ha, để phần nào cảm nhận được nhau. Nếu trái tim chúng ta rung động thì chúng ta hẳn bấm nút. Nếu chúng ta cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm thì không bấm. Rất thiêng liêng nhé. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3.